Vâng, em chào các bác nhé. Em lên sóng những con cơ cổ của những hãng danh tiếng như là Kirin Senko để các bác cùng xem. Trước tiên em sẽ lên hai con niềng khía nhé. Những con mới về, đây là con Tetnok Thụy Sĩ, size 36, một lịch, 30 revel, 100m. Con này là phiên bản thể thao, trọng lượng 100m, start chết rần. Tetnok, logo nổi, niềng khía, bọc vàng 14k. Đẹp xuất sắc, form của những con rô size 36. Đé cũng đé logo luôn nha các bác. Đẹp xuất sắc, cơ automatic, hỗ trợ cả cốt tay nha. Các bác có thể lên cốt tay. Bên em chuyên hàng mộc mạc và nguyên sinh để các bác mình chơi, sưu tầm. Niềng khía rất là đẹp. Con này size 36 nha. Con này giá 5.500.000, bao gồm phí ship, test nóc, automatic thể sĩ, hỗ trợ cả cốt tay, 30 chân kính. Mé zin đã được leo dầu căng chỉnh hết rồi, các bác về chỉ việc sử dụng thôi nha. Giá cực kỳ tốt và êm, giá là 5.500.000. Bên em có bảo hành là leo dầu căng chỉnh là 3 năm, các bác có cần leo dầu thì cứ vực kiểu gửi về hoặc là nâng cấp thu đổi thì bên em nâng cấp hỗ trợ các bác là 70% nâng cấp sản phẩm. Con này đẹp xuất sắc luôn nha. Mộc mạc, bên em chuyên hàng mộc mạc nguyên zin. Giá này là 5.500.000. Tiếp theo em sẽ lên một con Kitigen, dòng cao cấp, dòng Auto Dedet các bác, 25 chân kính, dòng vương miệng series 7, trong nước 40m. Con này size 38mm, niềng khía, size 38, cũng đế logo luôn. Con này quá nét rồi các bác. Con này em đấu về giá tốt, em đang giao con này là 7.500.000 nha. 7.500.000 đã bao gồm phí ship size 38 nha. Một con Kitigen Dedet có mắt lịch thượng nữa, dòng vương miệng 40m master, kính lúp size 38. Bác nào mình tay mà to to thì tìm những con Dedet này chơi này, sang đẹp, mé răng cưa nữa, dòng mé huyền thoại của nhà Kitigen. Con này quá xuất sắc rồi thôi. Các bác ở xa mua hàng thì yêu thích con này thì cứ việc cọc tiền, cọc khoảng 1 triệu trở lên nha. Em ship hàng và giao hàng tận nơi. Một con Kitigen Dedet Z, vương miệng nữa, size lớn có size 38 nha. Bác nào mà thích sưu tầm những con này thì alo, con này em về giá tốt nha các bác. Cái nào đấu giá tốt thì em báo giá tốt, tốt hơn thị trường tí. Con này họ bán rơi vào tới 80-90 đó. Cái nào đấu về giá tốt là em giao các bác để các bác mình chơi và sưu tầm. Sau này nâng cấp đời cứ việc bắt lại em chia lại cho bác khách thứ hai thì giá nó sẽ tốt hơn nữa. Nhưng những con này là con hàng mạng mới về, lịch thượng nha các bác, lịch thượng 2 lịch, dòng vương miệng series 7, size 38mm, con này quá ken luôn, 7.500.000. Tiếp theo em sẽ lên một con lì thị sĩ nha. Em mới về một con rô vi tính này các bác, 40mm nè, tới em giới thiệu sale rô ETA các bác, thị sĩ. Đây là con Emberot thị sĩ, size là size 34.5 nha, hỗ trợ cả cốt tay, dòng automatic nha. Con này giá 4.000.000. Đấy, tầm tiền này các bác đã sở hữu một con thị sĩ rồi các bác. Automatic, hỗ trợ cả cốt tay, mạch là mạch vàng mỡ gà, form tinh, size 34.5. Dòng này thì nó thiên về các bác nào lớn tuổi thích cái form này, sưu tầm. Rất cổ điển và đẹp, bền bỉ theo thời gian. Nhưng dòng thụy sĩ hàng nòi này thì rất là bền các bác. Cổ máy nó cứ chạy miết thôi, đã cứ leo dầu là em nó chạy miết thôi. Tại những cổ máy ở thời kỳ nó rất là đẳng cấp các bác. Nên là nó cả trăm năm này nó vẫn chạy thôi. Chỉ việc leo dầu căn chỉnh là em nó chạy miết thôi. Và thiết kế của những cái form ở thời 7-8X trở lên này thì nó đơn giản và nhìn hoài nó không có chán các bác. Nó có gì đó cổ điển, hoài niệm. Một con Emberos thì sẽ 25 chân kính nha, mạch mỡ gà, một lịch, automatic, em đang giao là 4.000.000. Size 34.5, phù hợp với các bác tay nhỏ, từ 16 đô lại. Rồi em sẽ lên một con Kitigen Custom. Con Kitigen Custom các bác, con này 2 lịch nha. Con này bọc vàng 18k nha bác, bọc vàng 18k, đế còn nguyên tem.
Con này giá 9.500.000, size 37, mặt hai lòng, cái niềng vàng bên trong là vàng đúc nha, cái niềng mình niềng lòng thứ hai là vàng đúc. Kitty dân kích tầm 27 chân kính, con này quá lướt luôn, bọc vàng 18k. Con này giá 9.500.000, size 37. Con này không cần quay nhiều rồi, nó đẹp quá, nó dòng đời cao quá, mặt hai lòng nha, size 37. Đây, em lên một con máy pin, một con máy pin Atta Electric mặt hai lòng, con này size là size 34.5 Atta. Đẹp xuất sắc nha, con này giá 2.000.000 các bác, Atta của Nhật, dòng cổ nha bác, dòng cổ mặt hai lòng Atta Electric, con này giá 2.000.000, size 34.5. Con này rất đẹp nha, bọc vàng hồng. Bác nào chốt thì alo, con này size 34.5 nha, bọc vàng hồng, niềng điêu khắc. Rồi em lên con rô ETA mới về được con các bác, size 40 ETA 2836-2, dòng mét cực kỳ bền và gọi là nổi trội của Thụy Sĩ. Đây là dòng rô ETA nha bác, DDS nha, máy vi tính, có logo. Con này em đang giao cho các bác là chỉ về đường con được này, về giá tốt em giao là 10.700.000, niềng bọc vàng, đồ mây bọc vàng, dây còn đủ mát nha các bác, đẹp xuất sắc. Vâng, em mời các bác cùng xem tiếp, tại đang quay lỡ dở thì nó bị hết dung lượng các bác. Đây, con này bác họ lấy con về đường con này, em để 10.500.000 nha. Cái này là dính bẩn các bác, con này đẹp xuất sắc luôn. Đây là hàng Rô ETA nha các bác, hàng Thụy Sĩ, máy Thụy Sĩ chính hãng nha. Các bác mình chơi những con Rô thì chơi những con này, nó bền, cái máy nó cực kỳ bền nha. Chứ bên đây không có làm hàng chế tác nha các bác, hàng chế tác một một, có nghĩa là hàng ở bên ở Trung Quốc á, họ gọi là nhái từ cái máy cho đến là cái vỏ luôn nha, gọi là một một. Nhưng con nó sẽ đắt hơn con này, nhưng mà khi các bác xài các bác gọi là thanh khoản á, nó lỗ kinh lắm. Đó là hàng gọi là hàng pha kem 11 á, họ nhái từ cái máy hầu như là gần giống 8 với 10 luôn. Còn đây là những con rô ETA Thụy Sĩ. Chút tí em mở máy các bác cùng xem, rồi các bác cùng xem sơ bộ nha. Con này 10.500.000 nha, con này em giao cũng khá nhiều, lâu lâu nó về được những con đẹp. Bác họ lấy thì cứ alo, hay nó đang lên bảo ba trầu này, ba trầu vàng này, 10.500.000 nha, cho bác họ lấy nhanh tay nhất. Switch mát lì bạc máy tính nữa, gọi là rô vi tính các bác, automatic nha, size 40, chuyên khoản đủ thì em bớt 200, còn 10.300.000. Bên em đều có hỗ trợ nâng cấp cho các bác ta thu đổi là 70%. Đối với những con rô này quá tuyệt vời rồi. Mở máy các bác cùng xem nha. Đây các bác, đây các bác nhìn bộ máy 2836-2 của ETA của Thụy Sĩ này, họ sản xuất riêng cho dòng rô ETA này nha các bác. Đây, nhìn bộ máy này, đấy, nó nét như Sony quá. Và bộ máy này đồ tích cốt lên tới là 42 giờ, mà nó cực kỳ bền. Các bác xài những con này 10 năm cũng không ăn thua vậy. Mã máy là cao cấp nhất hiện tại của ETA Thụy Sĩ là 2836-2. Thấy các bác thấy ở phía bên phía mức 12 giờ đó, 2836-2. Trước đây là nó sẽ là mã 2824, và sau này là 2836. Và cao cấp nhất là phiên bản nâng cấp của dòng ETA này là 2836-2. Đây là những con RO ETA. Cổ máy này sử dụng sản xuất riêng cho những dòng RO này các bác, để phục vụ ở dưới bình dân. Và đây các bác để tham khảo từ những cái trang ETA. Đây, đây cổ máy nó là các bác, Switch. Họ sản xuất cho Titoni hay là Rado cũng rất là nhiều nha các bác. Đây, cái thông số ETA linh hồn của TikTok các bác, cái hãng chuyên sản xuất cổ máy rất là nhiều, hãng danh tiếng. Này, đây là 2824-2, đấy là phiên bản đầu.
Đây. Đây các bác, đây là bản cao nhất của ETA Thụy Sĩ 28362. Độ dao động lên tới 28.100 PS nha. Và cổ máy này nó tích cốt lên tới là 72 giờ chứ không phải 42 bác. Độ sai số dưới 10 giây trên ngày. Đây là cổ máy cao cấp nhất hiện tại bây giờ. Dòng nó là mã 28362. Đấy các bác có thể tham khảo như vậy. Đây là những con ROM ETA nó rất là được chuộng là như thế. Và thanh khoản nó rất là tốt. Chứ các bác mà chơi những dòng mà chế tác một là nhái từ cái máy cho đến là cái vỏ của ROM là sau này các bác thanh khoản nó lỗ lắm nha. Tuy nó đẹp nó giống thôi, nó chỉ là phong bạc thôi các bác, chứ còn cái chất nó không có, tại vì nó là hàng nhái hết từ trong ra ngoài luôn. Đây là cổ máy Thụy Sĩ ETA nổi tiếng hồi giờ rồi, nên có con xài nó yên tâm, độ tích cốt lâu và cực kỳ bền nữa. Em về đường con các bác, để mình biết được cái dòng RO ETA là nó như thế nào, cổ máy nó như thế nào thì các bác có thể xem qua video này nha.